Chào quý vị khán giả đến với kênh Qua Phạm Tiền Giang. Hôm nay mình đi theo chân ba mình cưa cây gừa ở trên quốc lộ 1A nè, gần cầu Cổ Cò nha quý vị khán giả. Rồi quý vị khán giả cùng xem ở sát hàng rào luôn nè quý vị khán giả, trên là toàn nữa, sát thân cây luôn và nhiều dây điện nữa. Để xem mà mình sẽ xử lý như thế nào nha. Ba mình tháo những dây điện không cần thiết như quý vị khán giả. Lấy ra gom gọn cột gọn những mấy dây khác lại nè. Trên dưới đều có dây điện hết nha quý vị khán giả, cái trụ điện chung thế thôi mà. Cắt mấy nhánh nhỏ lòn lòn ra ngoài quý vị nghe nha. Rễ nhỏ hay quý vị nhỉ? Lời ra ngoài.
trụ điện lắm. Lôi bớt nhánh xuống nè quý vị, nó vướng lại không có rớt xuống đất được. Nhánh này che ra ngoài quốc lộ luôn nè quý vị, đường xe chạy luôn nè quý vị. Chạy cho đường gớt xuống mạnh, nâng nhẹ nhẹ lại. Cái nhánh đó dướng cùng dây điện nên ba mình kéo lại nha quý vị nhá. Gớt xuống dưới dây điện nè quý vị, đã lên phần đọt của cây dừa rồi nè quý vị, còn dây điện kế bên luôn. Thank you.
trên mấy ton nên phải thảy ra ngoài nữa nha quý vị. Đứng mà chịu đầu gối luôn mọi người ơi. Giờ trời qua là giờ 2 giờ chiều. Góc này đang là góc là nắng nha quý vị.
đem dây lên cột cái nhánh phía ngoài nha quý vị, ngoài sát mấy đường là cột ngoài. Bên cây bàn đó quý vị, nên giờ mình phải kéo qua đây lại, mình cắt kỹ xuống. Đây, vua khỉ ăn trái gừa. Dịnh lại, còn một nhánh thì cho nó rớt xuống, một cọng dây, một cọng dây thì treo cho nó gịch lại. À, còn bóp dây điện lại đừng cho bung ra quý vị, đạp lên nó cũng bung ra đó. Hai người kéo nha quý vị, bên kia là vườn hoa kiển có người ta nè, kéo về bên đây để sợ rớt lên đó.
nhiều dây điện luôn. Dướng rễ phía ngoài nha quý vị. Bây giờ là xuống phần gốc. Muốn cái cây gừa nó mưa lắm. Mấy cái vậy nhưng mà nó bụi nó vẫn lọt vào trong nha quý vị. Có nhiều mà dây điện nhiều lắm, kiến điện nhiều quá rồi. Bác lấy cái mấy nhánh cây gọi mấy kiến điện. Quý vị thấy kiến nó. Mà hồi nãy con thấy ba ăn cái trái đó, bộ ăn được hả ba? Trái gừa mà, trái gừa ăn được, trái gừa nè, trái sung nè, rồi trái cây ta, trái da. Ăn trái dừa có vị gì ba? Trái gừa hả? Gừa đó nó ngọt ngọt. Chắc chắc nó giống giống từ đội trái sung vậy đó. Đội trái sung chín đó, trái sung chín ăn ngon lắm. Dạ. Chuẩn bị hạ gốc nha quý vị. Miệng ra nó sẽ bị dướng lam nha quý vị.